Bạn có biết sợi tóc mà chúng ta chăm sóc hàng ngày đều đã các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe đều nằm sâu bên trong nang tóc. Bởi vậy việc chăm sóc da đầu và nang tóc rất quan trọng. Để có mái tóc chắc khỏe suôn mượt thì trước tiên da đầu phải khỏe. Dầu gội Fagin Original của Dr. Fae có công dụng nuôi dưỡng da đầu và giải quyết hầu hết các vấn đề về da đầu. Đặc biệt hơn, có phức hợp Fagin giúp chia nhỏ hợp chất gấp 2.500 lần kết hợp với công nghệ Liposome giúp đưa hợp chất thẩm thấu sâu vào trong nang tóc. Dầu gội Fagin Original phù hợp với mọi loại da đầu. Với da đầu khô, Original có chứa pentanoid tiềm vitamin B5 và chiết xuất cây rễ vàng giúp tắt ẩm cho da đầu, không lo tình trạng khô. Với da đầu dầu thì có chứa niacinamide và salicylic acid giúp tẩy tế bào chết và kiềm dầu, làm sạch tốt. Đối với da đầu nhạy cảm, dầu gội không chứa sunfat, paraben, silicon đảm bảo dịu nhẹ, an toàn. Tinh chất thiên nhiên có chứa trong dầu gội giúp nuôi dưỡng các tế bào da đầu bị tổn thương và tái tạo độ đàn hồi của da đầu. Là một sản phẩm toàn diện, Foundation Original đạt nhiều giải thưởng làm đẹp uy tín trên thế giới. Mái tóc đẹp là mái tóc chắc khỏe từ gốc. Hãy cùng Dr. Fae chăm sóc da đầu và tóc của bạn.